Xin chào anh em đã đến với channel của mình. Mình là Park Công Nghệ đây. Thì chắc hẳn những anh em ở đây khi mà sử dụng điện thoại Realme này hoặc là Xiaomi hàng nội địa xách tay ấy, thì anh em đều gặp một cái tình trạng, đó chính là không thể cài được những theme mà anh em yêu thích. Những cái theme mà anh em yêu thích ấy, ví dụ anh em muốn cài một cái theme đẹp như kiểu là iOS theme này, hoặc là anh em khi mà gặp cái tình trạng ấy, anh em ấn thử theme ấy, thì anh sẽ bị giới hạn thời gian, đó chính là chỉ được sử dụng theme 5 phút thôi. Cho nên ấy, sau 5 phút ấy, anh em dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể sử dụng cái theme anh em đang yêu thích được, đúng không? Thì hôm nay đến với video của mình sẽ hướng dẫn cho em các cách để có thể fix được cái lỗi này nhá. Thì anh em có thể sử dụng cái theme anh em yêu thích ấy, dù là mất phí này, dù là trả phí này, hay là free này, thì đều được sử dụng vô thời hạn nhá. Tức là anh em không lo cái tình trạng mà khi mà đang sử dụng cái theme yêu thích của mình trong một thời gian dài ấy, thì tự nhiên điện thoại bảo là bạn đã hết thời gian trải nghiệm, bắt đầu thôi. Đối với người dùng sử dụng ROM quốc tế. Ok mọi người, quay lại với chiếc Realme GT Neo 5 huyền thoại của mình. Thì anh em có thể thấy ấy, mình đang sử dụng là Realme UI 4.0 nhá. Và cái phiên bản ROM mình đang sử dụng chính là phiên bản ROM quốc tế, phiên bản ROM Nga nhá, official version này. Đấy, thì anh em ra cái màn hình chính giúp mình. Anh em để ý vào cái cửa hàng chủ đề giúp mình nhá. Đối với một số anh em ấy, khi mà đã cài ROM Nga xong thì nó sẽ không hiện cái cửa hàng chủ đề này. Thì những anh em này làm rất đơn giản thôi, anh em hãy lên cái link mình để dưới phần comment ấy, tải cho mình một cái file APK bất kỳ, phiên bản nào cũng được. Xong rồi anh em mở lên nhá. Bởi vì tất cả những cái cửa hàng chủ đề trong file APK của mình ấy đều là phiên bản correct rồi, cho nên là khi mà anh em áp dụng cái theme ấy thì nó sẽ không bao giờ bị cái lỗi là giới hạn 5 phút nhá. Còn mình thì mình đã tải sẵn cái phiên bản 9.3.0 rồi. Còn đối với những anh em ấy up ROM xong ấy đã có sẵn cửa hàng chủ đề thì anh em ấn vào đây cho mình. Anh em để ý cái số phiên bản 9.3.0 nhá. Thì anh em chỉ cần lên cái link mình để dưới phần comment ấy, tải cho mình cái file APK mà có số phiên bản cao hơn cái số phiên bản cửa hàng chủ đề có sẵn trong máy anh em nhá. Ví dụ của mình là 9.3.0 này thì mình sẽ lên cái link của mình ấy và tải cái 9.3.1 chẳng hạn, hoặc là 9.4.2 chẳng hạn. Đấy, bởi vì sao? Khi như thế thì nó sẽ hiện lên là update phần mềm. Còn nếu anh em tải cái phiên bản thấp hơn ấy thì nó sẽ không cho cài đặt đâu. Mình sẽ vào theme nhá. Mình đã có rất nhiều những cái theme có sẵn, mình tải sẵn rồi này. Mình ấn thử nhá. Ấn thử ngay này. Thì lúc này ấy, mình chỉ cần ấn là dùng thử miễn phí 5 phút thôi. Rồi, anh em có thể thấy là mình đã cài đặt xong cái theme. Dù nó bảo là trải nghiệm miễn phí 5 phút, nhưng mà anh em vẫn được sử dụng vô thời hạn nhá. Cái 5 phút ấy nó chỉ là tượng trưng thôi, vì tất cả các phiên bản cửa hàng chủ đề ấy đều đã được correct rồi. Đối với người dùng sử dụng ROM gốc Trung Quốc. Ok, bây giờ quay lại với chiếc Realme 10 Pro Plus huyền thoại của mình ngày hôm qua đây. Thì hôm qua mình đã sử dụng cái điện thoại này vào video xóa app rác Realme. Và hôm nay mình lại lôi em nó lên để hành hạ nó lần nữa đây. Thì các bạn ấy, đầu tiên các bạn vào Theme Store này. Các bạn chạy thử nghiệm một cái theme bất kỳ cho mình. Ví dụ mình đang chọn là cái theme này nhé. Đang install này. Bây giờ mình sẽ ấn apply. Rồi ok, bây giờ nó là thành 5 phút trải nghiệm rồi nhé. Các bạn ấn thoát ra. Rồi các bạn vào cho mình cái phần mềm Set Edit. Đấy, thì các bạn kéo xuống, các bạn tìm đến cho mình cái dòng lệnh đó chính là Pick. Như này. Precise SES Try Theme. Thì các bạn chuyển nó về số 0 nhé. Ấn Edit Value này. Ấn số 0 này. Save Change này. Ok. Mình lưu ý là cách này chỉ áp dụng cho Realme UI 3.0 trở xuống thôi nhé. Còn với Realme UI 3.0 trở lên ý, thì mình sẽ có một video hướng dẫn sau. Video khá là dài cho nên là mình sẽ để dành một video sau nhé. Ok. Các bạn thấy những cách trên như thế nào? Có hiệu quả không? Mình biết là có một số dòng máy ấy, khi mà dùng các cách trên ấy, thì lại không thể làm được. Cho nên nếu anh em nào không làm được hoặc là cần mình hướng dẫn cụ thể hơn, chi tiết hơn ấy, thì hãy comment xuống phần bình luận cho mình nhé. Hoặc là nhắn tin vào Facebook cho mình này. Mình sẽ giải đáp tất cả luôn. Ok. Mình cảm ơn. Hãy like, subscribe cho anh em nhé.